Xin chào quý vị và các bạn, cảm ơn quý vị đã xem kênh Tin Sời. Toyota vừa ra mắt bộ 3 xe ô tô giá rẻ tham vọng bành trướng thị trường ô tô Việt Nam. Ba mẫu xe ô tô nhập khẩu Toyota Wigo, Toyota Rush và Toyota Avanza vừa chính thức được giới thiệu tại thị trường Việt Nam với mức giá hấp dẫn chỉ từ 345 triệu đồng. Được giới thiệu lần đầu tiên tại thị trường Việt Nam hồi tháng 8 năm 2017, nhưng mãi đến nay, sau khi hoàn tất thủ tục nhập khẩu theo Nghị định 116, Toyota Wigo mới chính thức được bán ra. Mẫu xe cỡ nhỏ này sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với hai phiên bản khác nhau gồm GAT giá 405 triệu đồng và GMT giá 345 triệu đồng. Về ngoại thất, Wigo 2018 sở hữu diện mạo nhỏ nhắn, cứng cáp, phần đầu xe nổi bật với hốc hút gió lớn phía trước, logo Toyota gắn trên thanh kim loại mạ chrome lớn nối liền hai cụm đèn pha. Đèn định vị LED có thiết kế sắc sảo, đèn sương mù tròn đặt hai bên sẽ sở hữu kích thước dài nhân rộng nhân cao lần lượt là 3660 x 1600 x 1520, chiều dài trục cơ sở là 2455 mm. Ở phần nội thất, Wigo nổi bật với màn hình cảm ứng với phiên bản cao cấp, trong khi những phiên bản thấp hơn được trang bị màn hình LCD nhỏ, đầu đĩa 2 zin, có khả năng kết nối Bluetooth, AUX, USB, Wi-Fi, vô lăng ba chấu, một số phím chức năng, ghế ngồi bằng nỉ, điều hòa chỉnh tay. Toyota Wigo sẽ được trang bị khối động cơ 1.2 lít, sản sinh công suất tối đa 86 mã lực tại 6.000 vòng trên phút, mô men xoắn cực đại 107 Nm tại 4.200 vòng trên phút, đi kèm với đó là hộp số sàn 5 cấp hoặc số tự động 4 cấp. Một số trang bị an toàn gồm có dây đai an toàn 3 điểm, hai túi khí trước, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, cảm biến hỗ trợ đỗ xe. Mẫu MPV hoàn toàn mới của Toyota Rush đã chính thức có mặt tại thị trường Việt Nam với một phiên bản duy nhất nhập khẩu từ Indonesia, đi kèm giá bán hấp dẫn chỉ 668 triệu đồng. Như vậy, so với đối thủ trực tiếp Xpander AT, Rush có giá bán cao hơn 48 triệu đồng. Là mẫu MPV, là SUV, Toyota Rush sở hữu diện mạo cứng cáp khỏe khoắn, sẽ sở hữu kích thước dài nhân rộng nhân cao lần lượt là 4435 x 1695 x 1705 mm, chiều dài cơ sở là 2650 cùng khoảng sáng gầm xe ấn tượng lên tới 220 mm. Những trang bị nổi bật ở khoang nội thất xe bao gồm nút khởi động thông minh và camera lùi, màn hình màu hiển thị đa thông tin, cổng USB ở các hàng ghế, hệ thống thông tin giải trí DVD AVX với màn hình cảm ứng 7 inch, kết nối Bluetooth, AUX, USB, Wi-Fi, đàm thoại rảnh tay cùng với hệ thống âm thanh 8 loa. Đối thủ của Xpander được trang bị động cơ xăng 2NRVE 1.5 lít 4 xi lanh cho công suất 102 mã lực tại 6.300 vòng trên phút, mô men xoắn cực đại 134 Nm tại 4.200 vòng trên phút, đi kèm một số tự động 4 cấp và hệ dẫn động cầu sau, hệ thống treo MacPherson trước và phụ thuộc đa liên kết sau, tương đương với đối thủ Xpander. Các trang bị an toàn nổi bật trên xe gồm 6 túi khí, phanh ABS, phanh khẩn cấp BA, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAS, tín hiệu dừng khẩn cấp và nhắc tắt dây an toàn đối với tất cả 7 vị trí ghế ngồi. Nếu như Toyota Rush được xem là tiểu Fortuner thì Toyota Avanza lại được ví von là đàn em của Toyota Innova. Xe gây ấn tượng mạnh nhờ cụm đèn trước halogen được thiết kế sắc nét và táo bạo, nối liền bởi bộ lưới tản nhiệt được trải rộng với các thanh ngang xếp chồng đều mắt. Cản trước có tích hợp thêm khe gió và đèn sương mù, mâm xe hợp kim 14 hoặc 15 inch tùy thuộc vào từng phiên bản. Được xây dựng trên nền tảng của Innova nên Avanza cũng được kế thừa các tính năng tiện nghi và an toàn như màn hình cảm ứng 6.2 inch, hệ thống điều hòa cho hàng ghế sau và hệ thống thông tin giải trí 2 zin. Trái tim của Toyota Avanza 2017 là động cơ đua VVT-i 1.5 lít 4 xi lanh cho công suất 103 mã lực tại 6.000 vòng trên phút và mô men xoắn 136 tại 4.500 vòng trên phút, đi kèm với hộp số tự động 4 cấp và hệ dẫn động cầu sau. Trong khi đó, phiên bản số sàn được trang bị động cơ 1NRVE 1.3 lít, sản sinh công suất 94 mã lực, mô men xoắn cực đại 121 Nm tại 4.200 vòng trên phút, đi kèm với hộp số sàn 5 cấp. Toyota Avanza được phân phối tại thị trường Việt Nam thông qua hình thức nhập khẩu từ Indonesia với giá bán 537 triệu đồng dành cho bản MT và 593 triệu đồng cho bản AT. Quý vị hãy nhấn like video này để ủng hộ kênh, cũng như hãy nhấn đăng ký kênh Tin Sời để nhận tin mới mỗi ngày. Để không bỏ lỡ những tin sớm mới nhất, quý vị hãy nhấn vào biểu tượng chuông, cạnh phím đăng ký ở góc phải màn hình để nhận tin sớm mới nhất. Xin chào và hẹn lại quý vị trong video lần tới.